Mấy nay mình không có quay clip nên về cái clip mới cho gà ăn xong cái đi thu hoạch ớt với cái dưa cà chua. Cơm cũng thiêu hết rồi. Thay nước gà luôn. Thay nước mới cho mấy gà cơ. Lẽ mất bồ câu. Mình tìm mấy bồ câu mình y đây 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 đây. Tưởng đâu mình mất con chứ. Y ảnh này. Này là bốn con nữa nè. Hãy cười. Ê ê ê. À, em quen lại rồi. Cho bú rồi. Nhìn nó hả kì, coi nó bú hả kì. Ừ, thì giờ còn có nói với lại đứa em nữa thì nó bú thoải mái luôn.
nãy đẹp ghê. Em trái nữa, đẹp quá trời đẹp đi. Đây, quá đã. Bốn, sáu, bảy trái. Rồi bắt đầu mình thu hoạch ớt nha. Rồi mình thúi trái nữa, lùi vàng đục nữa. Năm trái mà hết hai con, hai trái bị vàng đục rồi. Ba trái bị đùi vàng đục. Hay thiệt ta. Dòng lá theo con đục rồi. Đây nè, con đục thúi nè. Một trái, hai trái nữa, ba trái. Rồi dạng đục nè. Cái đó ăn đục 2, 4 2 4, 6, 7 trái luôn. Coi nè, dấu nè các bạn. Đục cái thiệt xa luôn. Mình tỉa mấy cạnh bị khô luôn nè. Mình chắc bị khô luôn rồi. Khô luôn rồi. Hư cảnh hư. Xác luôn. Hư luôn. Cắt bỏ hết mấy cành khô nha.
ơi. Đây, quay đây. Và tỉa mấy cành mai bị khô. Cành mai bị khô. Ừ. Ơi. Thế nào? Không được, cái thùng nó đựng đinh không à, sốc chết. Đinh sốc đau lắm. Hả? Ỉa hả? Cởi quần ra ngồi ỉa đây luôn. Để đây cho mấy con chó nó ăn luôn. Nó mập. Ừ, đó rồi đó đó. Nè. Hai dây mớp bữa mình còn mấy hạt nhận đợi đây nhưng mà nó lên rồi đó. Nên ngon ghê luôn. Mạnh ghê luôn, nhiều thêm bứng ra mình trồng. Ngon ghê không? Mạnh ghê không? Cắn đây cho nó bò lên. Đây đường cây nữa nè, hai cây. Đi bông bông bông, đánh chỗ khác, đi. Đi. Đã giờ thấy nó bò lên cái mình cho nó lên vàng luôn. Này, hai cái mai của bạn con gái mình cho nay mình giờ để chậu lên đây mình tưới cái kích rễ N3M này vô nè để cho nó phát triển bộ rễ cho mạnh nha. Rồi đó mình tưới nha các bạn. Pha với nước. Tổng vệ sinh hả vào? Cây mình tưới thùng pha với N3M.
Thả lên cá bảy màu mình thử cái nguồn nước xem con cá chịu hay không. Mình thấy nó cũng tương đối sống nè, thả lục bình nó cũng sống nè. Số cái con này giờ bắt đầu mình giải vôi xung quanh bờ ao để mưa, mà có mưa xuống thì gặp vôi cho nó hòa tan vô nước cho để bị cá đỡ bị chết. Đó, mình giải xung quanh vậy á, trời mưa xuống cái vôi nó tuột xuống hòa vô nước mưa với nước ao có sẵn đi đỡ bị chết cá. Thường mưa xuống là cá hay bị chết, giống như bị thiếu oxy vậy.